Rồi đây là cái máy Charlie tay ga, mình hạ xuống xe số nha mọi người. Giờ mình đang mình gác lên cái giá này để mình nổ máy thử, mình canh chỉnh này kia ok hết rồi đặng mình giao cho khách. Thì sẵn này để mình quay, rồi con đi vô đi. Rồi mình quay rồi mình cho mọi người nghe cái tiếng máy mà mình sau khi mà mình làm lại nha. Rồi để mình nổ máy nha. Máy là đạp một cái mà nổ rồi mọi người. Máy rất là nhạy. Đây mọi người nghe tiếng máy nha. Máy là bên mình làm là thì thầm nha. Để mình đưa sáng cho mọi người nha. Máy là không một tiếng kêu, một tiếng hú luôn nha mọi người. Máy rất là ấm nha. Có nhiều bà con á ở xa điện á hỏi phố là xe bị, có nhiều bà con ở xa điện hỏi phố là có nghĩa là cũng như là cái máy của bà con bị kêu này kia. Rồi nhiều khi mọi người bình luận cho mình á thì mọi người cũng thông cảm là nhiều khi nhiều cái máy á nó kêu những cái tiếng khác nhau. Rồi mình không có thể nào mà mình đón được ở trên, mình không thể nào mình đón được, mọi người nghe mình không thể nào mình đón được. Tại vì mọi người nghe cái tiếng máy là nó khác, còn như phố nghe cái tiếng máy là nó sẽ khác. Bởi nhiều bà con mình lẫn nói em ơi máy anh bị kêu vậy vậy rồi là kêu làm sao. Rồi nói chung là mình phố không có thể nào giải thích được. Thì có nhiều bình luận mà mình không có trả lời á thì mọi người cũng thông cảm nha. Thì mình có gửi lại cái số điện thoại, thì mọi người có gì á thì mọi người cứ gọi trực tiếp mình để nói chuyện trực tiếp á, để mình có thể mình biết để mình tư vấn. Chứ còn bình luận á thì nhiều khi mình làm lu bu quá, công chuyện nó lu bu rồi rảnh vô còn còn làm video để đăng lên để cho mọi người xem nữa. Rồi nhiều khi bình luận á là mình sẽ cố gắng trả lời, nhưng mà có nhiều bình luận mình không trả lời á thì cũng mong mọi người thông cảm nha. Không phải là mình khi dễ, tại vì mình không có thời gian. Mọi người cứ cần gì thì cứ gọi trực tiếp mình có số điện thoại mình có để ở trên cái video. Thì đây thì cái máy này mình gắp xong rồi, rồi sẵn quay cho mọi người xem. Để mấy cái clip trước á, nhiều cái clip trước á mình đã gắp máy rồi mình không có nổ máy á. Có nhiều khi bà con không biết là nói là quay cái máy rồi làm không quay cái tiếng nổ để cho người ta nghe. Cũng có nhiều anh em bình luận thì bữa nay mình cũng xin đáp ứng yêu cầu luôn nha. Thì cái máy này thì cái máy Charlie, cái máy Charlie tay ga thì mình hạ xuống xe số đó, mình làm full máy lại thì mọi người nghe cái tiếng máy thì thầm nha. Để mình quay qua đây nè. Cái này thì mình canh chỉnh đàng hoàng hết để mình giao luôn. Thì của nó tay ra rồi mình làm lên số nha, để mình vô số cho mọi người xem nha. Số vô nhẹ nhàng nha mọi người. Mình lên cho nó 4 số luôn. Đây mọi người nghe tiếng máy nha. Để mình đưa cái Bigo vô cho mọi người nghe cho nó rõ nha. Còn cái tiếng xè xè này là cái tiếng của qua lăng nha mọi người. Mấy chiếc cúp 50 thì chiếc nào cũng vậy nha, nó cũng phải có cái tiếng xè xè qua lăng. Còn ở trên đây thì nó bao tử nó khò, để mình bệnh cái bao tử lên cho mọi người nghe nha. Cái này thì
nhiều khi ở trong cái điện thoại á nó nghe cái tiếng sẽ khác hơn, nhưng mà mình dám cam đoan với cả nhà là mình làm cái máy là gắt lắm. Máy là ok từ mm luôn. Có bà con nào á, như thí dụ như có bà con nào mà ở xa muốn làm, nếu mà tin tưởng phố, tại vì cái tiệm của phố thì phố ở quốc lộ 91, ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, ở dưới quê nha, ở quê tỉnh An Giang. Nhưng mà có bà con nào muốn làm xe tin tưởng thì cứ gửi về cho phố, phố làm rồi canh chỉnh ok hết rồi phố gửi lại cho bà con nha. Mọi người cứ yên tâm, ví dụ như có nhiều người mà sợ như sợ mà cái kênh của mình làm giả này kia, thì mọi người cứ vô cái kênh mình xem nha. Và bên Facebook của mình, Facebook, Zalo mình có đầy đủ. Facebook thì mọi người cái là mình có để trên cái video luôn, Zalo cũng có để trên video luôn. Còn mọi người muốn xem rõ nó thì mọi người qua bên cái trang giới thiệu của mình, mọi người xem cho rõ hơn nha. Cái đó là mình nói để mình sợ bà con sợ mình thôi, sợ mình lừa gạt thôi. Ở hiện giờ trên mạng nó cũng trên mạng bây giờ thì lừa gạt rất là nhiều. Cái đó là mình không có trách ai được. Thì thôi cho mình nói vậy nha, thì có bà con nào muốn làm thì cứ gửi cho mình. Mình làm ok hết rồi mình gửi lại cho bà con nha. Máy là thì thầm, không một tiếng kêu tiếng vọng nha. Quay sát vô quay vòng vòng đây nè. Còn máy là sạch sẽ nha mọi người. Máy là mình làm sạch sẽ, ốc ác. Đồ đạc mình rửa là từ mm nha. Đây. Tại bữa nay trời chuyến mưa hơi tối, rồi mình quay ở trong nhà nè, nó hơi tối, mọi người xem thông cảm nha. Máy móc là sạch sẽ từ mm. Mình không có gành về nói chuyện thì phố thì cũng không có gành về nói chuyện nha mọi người. Xem kênh của phố á, nhiều khi có gì mà nói không được hay á, hay video không được hoàn hảo gì đó, thì cũng mong mọi người cho phố xin cái bình luận cái ý kiến nha, để phố được làm video hay sau thì được sẽ hoàn hảo hơn nha. Rồi xong cái máy này rồi dao bắt đầu gáp tới cái máy quen thao bụng chứ, cái máy quay ớt chứ. Rồi gắp máy VS xong rồi mình gắp tới cái máy mát. Máy này là máy mát nha bà con. Rồi xong máy mát bắt đầu để chỉnh xăng cho chiếc xe cho ngoài kia cái cho anh em cái. Tại cũng đậu mấy bữa nay rồi. Thì cũng kẹt xe rồi có mình nên à. Mấy thằng lính nó làm không có được. Rồi cái này bắt buộc mình phải làm. Thì mấy cái này thì nó hơi khó làm. Mà khách nhờ mình thì mình sẽ làm hết mình, cho dù có khó đến mấy thì mình cũng cố gắng mình làm để phục vụ khách, tại vì khách yêu mến mình đem lên cho mình thì mình sẽ cố gắng. Rồi để chỉnh xe này xong nữa thì bắt đầu mình tiến hành mình tới mình gắp cái chiếc da dép này, gắp cho nó xong luôn. Phố thì chuyên về làm máy,
chia như là máy nha mọi người, máy máy tay ga, máy xe số, máy nói chung là máy là bên bên phố nhận làm hết nha. Nhưng mà thí dụ như có bà con nào mà ở xa gửi lại á thì cũng cho phố thời gian để có làm thì cũng đừng có gấp quá, tại vì còn có mình anh à, rồi làm không kịp á, rồi nhiều khi sợ chậm trễ. Máy là ok thì thầm nha bà con, bởi vì nhiều cái video trước á phố gáp rồi phố không có quay cái tiếng máy cho mọi người nha. Rồi sẵn bữa nay có cái máy này rồi mình đang go đai sẵn này quay cho mọi người xem luôn nha. Rồi thôi phố xin kết thúc video tới đây nha mọi người. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của phố nha. Rồi thôi phố xin chào mọi người nha. Bye bye mọi người nha.